Mày vẫn là một thằng buồn cười. Tại sao cứ nghĩ trên đời này việc gì muốn là làm được? Lá thư mới nhất nó viết rằng dù khó khăn đến đâu, việc trùng tu Huế trước sau cũng sẽ làm được. Nó nói cảm xúc của nó đầy ứ trên mỗi viên gạch, mỗi bậc thềm mà nó đi qua, mà nó nhớ lại rõ ràng là nhờ ký ức gian khổ của chúng tôi đã từng trải. Những việc ấy làm sao quan trọng bằng việc trùng tu điều năm tháng đi qua đã để lại những con người bước ra từ trong đó, kể cả nó và tôi.